Giá vàng hôm nay 29 tháng 8, bất ngờ lao dốc. Giá vàng hôm nay 29 tháng 8, thị trường quốc tế đảo chiều lao dốc so với phiên trước. Giá vàng SJC giữ ở mức cao, vàng nhẫn trong nước vẫn leo cao lên mức đỉnh mới. Giá vàng thế giới giao ngay vào lúc 5 giờ 44 phút sáng nay, giờ Hà Nội, giao dịch ở quanh ngưỡng trên 2.505 USD ounce, giảm hơn 20 USD ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Chốt phiên giao dịch tại thị trường Mỹ vào dạng sáng nay, Giờ Hà Nội, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng trên 2.505 USD ounce, giảm mạnh hơn 19 USD ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó tại thị trường này. Giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước phiên hôm qua ngày 28 tháng 8 các đơn vị kinh doanh vàng tiếp tục niêm yết ngang giá mua, bán so với phiên trước đó. Cụ thể, trên thị trường đứng quanh mức 79-81 triệu đồng lượng, mua bán, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Trên lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng lượng. Giá vàng SJC tại tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mua, bán ở quanh mức 79-81 triệu đồng lượng, mua bán, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Trên lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng lượng. Giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 79-81 triệu đồng lượng, mua bán, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Trên lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng lượng. Giá vàng nhẫn phiên ngày 28 tháng 8 các đơn vị tiếp tục tăng giá mua, bán so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, nhẫn tròn trơn vàng rồng thăng long tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 77,46-78,66 triệu đồng lượng mua bán, tăng 80.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. chênh lệch mua, bán là 1,2 triệu đồng lượng. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 77,55-78,65 triệu đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước, trên lịch mua bán ở mức 1,1 triệu đồng lượng. Giá vàng thế giới trong phiên hôm qua và dạng sáng nay đảo chiều lao dốc là do đồng đô la Mỹ bật tăng mạnh, khiến giới đầu tư chốt lời vàng. Cụ thể, chỉ số đô la Index đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,48% so với phiên trước, lên mức 101.04 điểm vào lúc 6 giờ 3 phút sáng nay, giờ Hà Nội. Đồng đô la Mỹ tăng tốt sau dữ liệu niềm tin tiêu dùng tháng 8 tại Mỹ đã tăng từ 101,9 điểm tháng trước đó lên mức 103,3 điểm. Theo phân tích kỹ thuật, niềm tin tiêu dùng tăng sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế phục hồi tốt, cũng như hỗ trợ đồng đô la Mỹ tăng giá trị sau chuỗi ngày giảm trước đó. Đây là một yếu tố tích cực để phép xem xét cắt giảm lãi suất sớm hơn. Chuyên gia nhận định, khi đồng đô la Mỹ tăng trước thời điểm công bố các báo cáo về tăng trưởng GDP của Mỹ quý 2, đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo tuần, doanh số nhà chờ bán. Các thông tin kể trên đều được công bố vào hôm nay. Đồng đô la Mỹ tăng đã khiến giới đầu tư nhanh chóng chốt lời vàng khi giá kim loại quý đã tăng cao gần sát mức đỉnh lịch sử. Việc chốt lời là việc thường thấy của nhà đầu tư trước thời điểm các báo cáo quan trọng của Mỹ sắp được công bố. Chuyên gia nhà định, nhà đầu tư lo ngại khi các dữ liệu kinh tế thời gian qua của Mỹ vẫn tăng trưởng khá tích cực. Điều này có thể Mỹ sẽ có báo cáo tăng trưởng GDP tích cực trong quý 2, nó sẽ là yếu tố thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng tốt và vàng còn giảm giá.